Cá chép vàng om dưa. Khổ thân cái anh xiển lỡ kia, phải mồ côi từ bé, đã vậy ở với nhà chủ lại bị đối đãi không ra gì nữa. Hiền lành chăm chỉ vậy mà rõ khổ. Xiển lỡ đâu? Dạ có con ạ. Dạo này đồng án thế nào rồi, đã cày cấy xong chưa? Dạ đã xong hết cả, chỉ chờ ra sau Tết là cấy thôi ạ. Mày phải chịu khó cày bừa cho thật ngấu vào nhé. Lúa năm nay mà không tốt bằng năm ngoái là ông hối tội. Củi cũng phải kiếm nhiều vào, để mùa đông còn cái mà đốt, nghe không? Dạ. À, có con cá tươi ông mới mua được ở làng chài. Mày mang ra đằng sau nhà làm cơm đi. Đã lâu ông không được ăn cá, làm nhanh lên nha. Vâng, thưa ông, con đi ngay đây ạ. Tội nghiệp nó, chắc nó biết sắp phải chết nên buồn bã rầu rĩ thế này. Cá ơi, cá cũng biết khóc ư? Thôi, đừng buồn nữa, ta sẽ thả mày về với sông nước. Ta đã bảo mày làm cá cho ta ăn cơm mà, vậy cá đâu hả? Dạ, thưa ông, con trót làm nó sổng mất rồi ạ. Mày dám trêu ngươi ông hả? Ông đã dặn dò thế nào rồi mà dám làm trái ý ông? Con... Chúng mày đâu? Dạ. Kéo thằng này ra ngoài kia đánh cho một trận, rồi đuổi ra khỏi nhà mau lên. Ông ơi. Chàng ơi, chàng đừng buồn nữa. Cô là... Thiếp chính là con cá mà khi trước chàng đã cứu đó ạ. Vậy ư? Vậy đó không phải là cá thường mà là cá thần ư? Thiếp vốn sống dưới thủy cung, đi chơi cùng chị bị dân chài bắt được, may nhờ có chàng cứu. Chàng đừng buồn nữa, thiếp sẽ giúp chàng có nhà cao cửa rộng, khiến ai cũng phải mơ ước. Chàng hãy vào trong đi, bây giờ nó đã là của chàng. Đa tạ nàng. Không biết thiên hạ đồn về sự giàu có của cái tên xiển lỡ kia có thật không? Trong một thời gian ngắn mà hắn lại giàu có đến như vậy ư? Mình phải đi xem thật hư thế nào mới được. Trời ơi, ngôi nhà kia mới to đẹp và lộng lẫy làm sao, còn hơn cả nhà của ta nữa chứ. Dạ chào ông chủ, thật vinh hạnh hôm nay được ông chủ hạ cố đến chơi. Không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn mà tên này có cả nhà to và vợ đẹp hơn đứt cả mình rồi. Nhất định phải nghĩ ra cách để những thứ này là của mình mới được. Xiển lỡ nè, dù gì thì chúng ta cũng tình nghĩa chủ tớ bao năm, anh có thể đồng ý với ta một chuyện này được không? Chuyện gì vậy? Anh đổi cho ta vợ anh và ngôi nhà này, ta sẽ đổi cho anh toàn bộ tài sản và những gì có trong tay. Ông nói sao cơ? Dạ vâng. Vậy thì còn chần chừ gì nữa, chúng ta phải ký giao kèo ngay thôi. Ngôi nhà nguy nga của ta đâu rồi? Cả người vợ đẹp nữa. Ôi, cứu. 4 giờ làm triệu phú. Yeah, đúng rồi, cậu đền bi đấy.
tớ thành triệu phú luôn nhé. Xem nè, nhiều chưa? Ơ, à, không chơi nữa à? Hết pi rồi chứ gì? Này Lam, trưa nay mẹ không về, con cầm chỗ tiền này mua gì hai chị em ăn nhé. Vâng ạ. Mình mà có được 1 đồng 20.000 thôi, mình sẽ mua được mấy chục viên bi. Túi bi của mình sẽ nhiều gấp đôi mấy lần túi bi của thằng Hải. Mình sẽ trở thành triệu phú. Có ai ở nhà không? Dạ. Có 20.000 thôi mà. Một giờ rồi, sao chị ấy chưa chuẩn bị nấu cơm nhỉ? Ăn xong mình sẽ ra tiệm tạp hóa. Ơi, cậu đúng là triệu phú bi ve. Lộc, sao chị hỏi mà mãi em không trả lời? Hỏi cái gì? Em có lấy gì đâu? Không lấy cái gì, chị hỏi em có ăn mì không? Chị khỏi phải đi chợ mua đồ nấu cơm. Ăn gì chả được. À, mà ăn mì thôi, chị không phải mua gì đâu. Ừ. May quá, nếu mà chị ấy đi mua gì lại biết là mất tiền, sẽ nghi cho mình ngay. Nãy giờ làm gì có ai vào. Nếu biết mình lấy tiền, mẹ mắng cho mà xem. Mình phải cất ở đâu đó mới được. Đúng rồi. Mình cứ nằm im đây thì chẳng ai đụng đến cái gối đâu. Mì nóng đây, dậy ăn đi nhóc. À, em không đói, em thấy đau đầu lắm, em muốn nằm thôi. Ơ, à, sao thế? Chắc lại do đi chơi nắng đây mà. Để chị đi ra mua thuốc cho em nha. Ơ, à, thôi thôi, em hết đau rồi, em ăn mì đây. Ăn xong là em ngủ đó, đừng đánh thức em nha. Ừ, được rồi. Thôi, tranh thủ ngủ trưa một lát đi, chị rửa bát cho. Bình thường giờ này là mình đi bắn bi hoặc là đá cầu với bọn thằng Hải. Giờ vì đồng tiền này mà mình phải nằm im một chỗ thế này, chán quá. Bắt lấy thằng ăn trộm, bắt lấy ăn trộm, bắt lấy ăn trộm, bắt lấy ăn trộm. Hả? Em hư quá, dám lấy trộm tiền, muốn ăn đòn chứ gì. Con hãy là một đứa bé thành thật, lương thiện. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Đã 3 giờ chiều rồi ư? Mẹ về rồi đây. Con chào mẹ. Mẹ uống nước đi ạ. Ừ. Mẹ ơi, hôm nay chị em con chỉ ăn mì. Nắng quá nên tụi con không đi chợ mua gì ăn cả. Con gửi lại mẹ tiền nè. Đây mẹ ạ. Ừ, thế để mẹ cất đi. Mai mua hộp bút mới cho em Lộc. May quá, không ai nghi ngờ gì cả. Xem ra 4 giờ làm triệu phú của mình thật mệt mỏi. Thôi mình chừa, từ nay không dám lấy cắp của ai nữa. Khách nhà dần. Vợ thằng Dần. Dạ. Sáng đã đi chợ chưa? Nhà vẫn còn đồ ăn từ tối hôm qua ba à. Ấy, hôm trước ba đã dặn các con là hôm nay có chú Đông sang chơi cơ mà. Ôi thôi, con quên mất. Con chạy ngay ra chợ mua cái gì thật ngon về để thiết đãi chú nha. Đi nhanh đi, kẻo muộn rồi đấy. Vâng ạ. Sao mình mua nhiều đồ ăn thế? Mình quên à, hôm nay có chú Đông sang chơi. Lại chú Đông? Cũng chỉ là em kết nghĩa với mẹ thôi, chứ có phải là ruột rà máu mủ gì đâu. Mà sao ba lần nào cũng vậy? Phải đó,
Ba thật là, hễ chú Đông sang là lại bài vẽ nọ kia, khi ra về thì quà cáp này nọ. Mà nhà mình á thì cũng đâu có khá giả gì cơ chứ. Vợ anh Dần đi chợ về chưa? Thôi, tôi vào làm cơm đây, không ba lại quở trách. Em chào bác, chào các cháu. Dạ, chúng cháu chào chú. Chú sang chơi ạ. Chú Đông đó hả? Vào đây chú. Dạ, anh để em tự nhiên. Mấy bữa trước em đã định sang thăm nhà bác và gia đình mình rồi, nhưng vì nhà neo người quá nên lại chưa sang được bác à. Sao hơn tháng không gặp mà trông chú gầy đi nhiều thế? Dạ, chẳng giấu gì bác, dạo này nhà em xảy ra nhiều chuyện quá. Hết con rồi lại cháu bị ốm liên miên bác à. Lâu lâu mới sang nhà tôi được. Hôm nay phải ở lại đây chơi với tôi một hôm nha. Thôi bác ơi, chơi với bác một lát rồi có lẽ em phải xin phép thôi ạ. Cảnh nhà em thì bác biết rồi đó. Từ ngày thằng cả mất đi, nhà đã vắng lại càng vắng hơn nữa. Thôi nào chú, gắng lên. Dạ, chúng con xin phép xuống bếp chuẩn bị cơm nước. Ừ, con xuống đi. Bác dẫn em ra vườn thăm mấy giống cây mới cho nó thoải mái bác nhé. Ở trong nhà cũng bí bách, mời chú đi theo tôi. Chẳng biết chú ấy lại dẫn ba ra vườn tỉ tê việc gì nữa. Chắc tại than nghèo kể khổ, lại vay mượn xin xỏ nọ kia thôi. Chắc là thế. Chả thế mà lần nào chú ấy sang, ba cứ chuẩn bị nào gà nào thóc cho chú ấy xách về đấy còn gì. Chẳng hiểu ba nghĩ gì nữa. Con cái ba đó thì ba không thương, lại cứ đi thương người dưng. Lần này tôi phải ngăn cản ba, không để ba cứ đi lấy của nã trong nhà mà đem đi cho hết được. Thôi chú à, anh em cần nhất là giúp đỡ nhau những lúc như thế này. Để tôi bảo với vợ chồng thằng Dần giúp thêm chú nha. Lại gì nữa đây? Giúp đỡ cái gì chứ? Ba đúng thật là. Thôi anh à, gia đình anh cũng đâu có dư giả gì, em tự xoay sở được, không muốn làm phiền tới các cháu. Phiền gì mà phiền chứ. Đã bao nhiêu lần tôi ngỏ ý nhờ giúp chú thì chú đều từ chối rồi gạt đi. Hay, chú làm tôi thấy áy náy lắm. Khi xưa... Thôi, những chuyện khi xưa nhắc lại làm gì nữa hả anh? Sao lại không nhắc? Không có cái ngày xưa ấy thì làm sao có gia đình tôi, có thằng Dần bây giờ được. Tôi không thể nào quên được ngày hôm đó. Để cứu thằng Dần và bà nhà tôi, chú đã lao cả thân mình vào bánh xe công nông. Là nhà tôi đã hại chú tật nguyền cả đôi chân thế này. Thôi mà anh, giờ thấy chú sống vất vả, tôi không giúp được việc gì, tôi khổ tâm day dứt quá chú ơi. Để cứu thằng Dần và bà nhà tôi, chú đã lao cả thân mình vào xe công nông. Trời ơi, chú Đông, hóa ra là chú. Chú đã cứu mạng sống của cháu. Vậy mà... Sự tích mùa xuân. Thuở ấy chưa có mùa xuân, thời tiết chuyển từ đông sang hạ vô cùng đột ngột, khắc nghiệt. Mẹ ơi, mẹ dậy uống thuốc cho mau khỏe. Con à, con đừng vất vả, ngày nào cũng đi hái lá thuốc cho mẹ. Có đáng gì đâu mẹ, con chỉ lo mẹ uống thuốc mà người vẫn còn yếu lắm. Năm nào hết đông sang hè, mẹ cũng trở bệnh. Mẹ có tuổi rồi, sức đề kháng kém lắm. Thời tiết chuyển đột ngột từ lạnh sang nóng nên vậy đấy. Nhưng mẹ bệnh sơ sơ thôi bà, con mau vào chuẩn bị đi học đi, kẻo muộn đấy. Vâng ạ. Khổ thân mẹ quá, mẹ gầy sộp đi rồi. Bác Kỷ ơi, bác là người thông thái nhất khu rừng của chúng ta. Bác chỉ cho cháu biết có cách nào để thời tiết từ mùa đông sang mùa hè không thay đổi chóng mặt không? Khó mấy bác cũng chỉ cho cháu nha. Có đấy, nhưng đúng là vô cùng khó. Thực ra chuyển giữa đông và hè còn có mùa xuân kia. Nhưng xuân chỉ đến một khi chiếc cầu vồng nhiều màu sắc xuất hiện và muôn hoa cùng đua nở thôi. Cầu vồng chỉ có vào mùa hè, còn hoa thì lại nở rải rác quanh năm. Đúng vậy, vì thế mùa xuân đến dường như là điều không thể. Không có mùa giao giữa đông và hạ, thời tiết đột ngột thay đổi khiến mẹ cháu lâm bệnh.
nhất định phải có cách gì chứ bác. Khó lắm cháu à. Hay là chúng ta hãy cùng nhau làm một chiếc cầu vồng thật đẹp để mùa xuân tới. Bằng cách nào chứ? Cháu sẽ rủ các bạn trong rừng góp những chiếc lông đẹp nhất để làm chiếc cầu vồng thật nhiều màu sắc. Vậy chúng ta thử xem. Bây giờ cháu sẽ đi nhờ chị Sóc thông báo việc góp màu sắc tới tất cả muôn thú trong rừng ạ. Hãy mong thấu, hãy cùng nhau góp sắc màu làm cầu vồng. Hãy mang màu sắc của mình đến nhà bác khỉ vào sáng mai nhé. Vui quá, cùng góp màu sắc làm cầu vồng nào. Bây giờ sẽ cử ra một người khéo tay nhất để dệt những sắc màu này với nhau làm cầu vồng. Cháu xin nhận làm ạ. Vậy khi nào thỏ dệt xong, chúng tôi sẽ giúp dăng cầu vồng. Đồng ý. Bạn thỏ rất tỉ mỉ và cẩn thận, nhất định đăng cầu vồng sẽ rất đẹp. Có lẽ những sợi tơ lá không đủ để kết dính. Mình sẽ dùng nhựa cây xem sao. Dù có khó mấy cũng phải mang mùa xuân tới. Thỏ đã thức thâu đêm để đan cầu vồng ư? Chúng mình mau dăng cầu vồng lên đi. Ôi, các bạn đã dăng được cầu vồng lên rồi. Bây giờ chỉ cần hoa trong rừng đồng loạt nở nữa thôi. Ngay bây giờ mình phải đi thuyết phục chị Hoa Hồng, chúa tể của các loài hoa. Chị ấy hẳn sẽ có cách. Vì mẹ, dù thế nào mình cũng phải đến được nhà của Hoa Hồng. Em thật là đứa con hiếu thảo. Chị sẽ báo cho các loài hoa trong rừng, nhờ chị gió báo tin thì sẽ đồng loạt nở. Em cảm ơn chị Hoa Hồng. Đã đến lúc rồi. Ơi, mùa xuân đến rồi. Không khí thật dễ chịu. Xin chào mùa xuân. Chị tặng cho em chiếc áo tinh khôi này. Em cảm ơn chị mùa xuân. Vì tấm lòng hiếu thảo của em, chính em đã không ngại khó khăn đoàn kết muôn loài để chị đến với thế gian này. Chúc mừng thỏ con. Sức mạnh phi thường của bạn ấy là từ tình yêu thương mẹ đấy. Mùa xuân đầu tiên đã đến với thế gian chan chứa yêu thương như vậy. Của rơi. Trời ơi, bộ váy này đẹp quá, chắc chắn là nó hợp với mình. Mấy đồng này làm sao đủ mua bây giờ? Mẹ ơi, con muốn có một chiếc váy mới ạ. Tủ quần áo của con còn nhiều đồ mà. Nhưng chúng chật và xấu lắm ạ. Con muốn có một chiếc váy như trong tờ tạp chí thời trang này. Con gái à, nó đắt lắm. Năm học vừa rồi, con đạt học sinh giỏi. Ba mẹ vẫn chưa có phần thưởng cho con mà. Con sẽ có quà, nhưng không phải những thứ đắt tiền xa xỉ thế này. Nó đâu có quá xa xỉ hả? Mẹ đã nói rồi, không là không, con gái à. Cháu sang đường mà không chú ý xe cộ là sao? Dạ, cháu mãi suy nghĩ nên không để ý. Cháu xin lỗi ạ. Cháu là con gái của mẹ Ngọc hả? Thôi không sao, lần sau nhớ cẩn thận nha. Mẹ cháu hay lấy rau của cô lắm. Thôi cô đi đây. Vâng ạ.
Quái lạ, cái gì thế? Có phải của cô bán rau lúc nãy không ta? Trời ơi, tiền, tiền! Chỗ này cũng khá, có thể mua chiếc váy mới rồi. Con gái à, mẹ vào được không? Vâng, mẹ vào đi. Làm gì mà như người mất hồn thế kia? Xuống ăn cơm đi con. Vâng ạ. Chiều nay đi chợ, gặp chị Mùi bán rau mà em thấy tội nghiệp quá à. Chị ấy gặp chuyện gì hả em? Chiều nay đi chợ, chị ấy đánh rơi bọc tiền lúc nào không hay, cả gia tài đấy anh à. Khổ thân chị, làm lũ vất vả, gom góp từng đồng để cho cô con gái nhập học. Ai dè... Hay, đúng là... Anh à, em có ý này, hay là mình biếu chị ấy một số tiền? Ừ, anh cũng đang nghĩ vậy. Ba mẹ thật là, trong lúc mình xin tiền mua váy thì không cho, tự dưng lại đi cho người dưng. Con mời ba mẹ, con ăn no rồi. Sao thế con? Mới ăn một chén mà, con mệt hả? Dạ không, con no rồi. Chắc nó buồn vì em không cho tiền con mua váy mới đấy. Hay, con bé thật là... Con gái yêu này. Anh ơi. Ơi, gì đó em? Anh cất đi nè, chị Mùi không chịu nhận đâu. Sao, chị ấy không nhận à? Chắc mình nói không khéo chứ gì. Chị Mùi nói gia đình chị nghèo thì nghèo thật, cần tiền thì cần thật. Nhưng chị ấy nói không thể ngửa tay xin tiền của người khác. Ai cũng phải lao động vất vả để kiếm được đồng tiền, dù nghèo khó cũng phải giữ lấy lòng tự trọng. Chị ấy đúng là người tự trọng hiếm thấy, nghèo mà chính trực, không tham của ai cái gì bao giờ. Thôi đành vậy, chỉ mong có ai đó nhặt được tiền thì trả về cho chị ấy. Con bé sao vậy? Anh cũng không biết nữa. Hôm qua con nhặt được cái này của cô Mùi bán rau. Vì cô đụng phải con trước cổng nhà nên con đoán là của cô. Mẹ giúp con trả lại cho cô nha. Hóa ra là như vậy. Ôi con gái, con làm vậy là đúng lắm. Con gái ngoan, bố mẹ rất tự hào về con. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.